Pháp Sư, trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Tề Siêu giảng dạy hai bài học ngày hôm nay và ngày là bài 40 La Mã và 42 La Mã. Và hồi nãy thầy con mưa nắng hỏi Nhật Quỳnh không kịp trả lời, hoan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Tha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Phạm Thiên Phật ngậm nùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc giá ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 mạ giá vẹn toàn. Một đồng trăng thôi không mòn, những điều lành hằng còn đâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê cầu được trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và trước khi con thỉnh thay mặt đạo tràng thỉnh nhờ giảng dạy hai bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Vinh Bát Thà Ná đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Khuất Thác Cá Nikaya Itivut Thác Cá chương 2, hai pháp phẩm 2 bài 40. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, vô minh đi trước làm cho đạt được các bất thiện. Tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các tỳ kheo, minh đi trước làm cho đạt được các pháp thiện. Tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này đã được nói lên. Phàm có cá, có ác thú gì, đời này và đời sau, tất cả do vô minh làm gốc, làm cội rễ. Dục tham được cất chứa, vì rằng kẻ ác dục không xấu hổ, không kính. Từ đó nó khởi ác, do vậy đi đọa xứ. Vậy hãy đến, vậy hãy nên từ bỏ dục tham và vô minh. Muốn minh được sanh khởi, tỳ kheo cần từ bỏ tất cả mọi ác thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 42 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Thế nào là hai? Xấu hổ và sợ hãi. Này các tỳ kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay giữa vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài dê, cừu, gia cầm, heo, chó và các con chó rừng. Vì rằng này các tỳ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời, cho nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ
vợ của anh em của mẹ, hai vợ của bậc giáo thọ tương. Giữa những người vợ, những bậc đáng được, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Đây, điều này đã được nói đến. Với những ai không có xấu hổ và sợ hãi liên tục và thường xuyên, họ đi xuống bào thai dựa trên gốc tinh dịch. Họ đi đến sanh tử. Với những ai chánh trí, xấu hổ và sợ hãi liên tục và thường xuyên, vững trú trên phạm hạnh, họ được sự an tịnh, tái sanh được diệt tận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tuệ Siêu Từ Bi giảng giải hai bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Mạ Chế Nam Mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thưa Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học hai bài kinh. Thoạt đầu thì chúng tôi chỉ cho học cái bài kinh của cha Xuất Tăng, nhưng mà lúc nãy chúng tôi xem lại đó thì bài kinh số 40, tức là bài kinh thứ 5 trong cái phẩm 2, thì nó lại có cái chi pháp giống như ở trong cái bài kinh của cha Xuất Tăng, nên chúng tôi mới điện thoại báo cho cô Nhật Quỳnh biết để cô đọc hai bài, bài 40 và 42. Việc mà chúng ta không học thứ lớp mà cũng không sao cả. Tuần sau chúng ta sẽ trở lại bài 41. Nhưng mà làm như vậy chúng ta lại có cái sự liên tục chi pháp giúp cho càng hiểu rõ hơn. Kính thưa quý vị, trong hai bài kinh này thì ở cái bài kinh thứ nhất là Đức Phật Ngài đề cập đến một chi pháp rất là quan trọng, Avijja Uppajjhana và Avijja Vajjhika Uppajjhana. Avijja là vô minh, Uppajjhana tức là dẫn đầu, hay là vô minh đi trước. Còn cái đoạn sau là Avijja Uppajjhana là minh đi trước, minh dẫn đầu. Hễ mà minh đi trước, vô minh đi trước, thì đạt đến các pháp bất thiện.
và chính do Ahirikan Anattapan là vô tạm vô quý. Cái chữ không xấu hổ, không sợ hãi ở đây, Ahirikan là vô tạm, là không có xấu hổ. Anattapan là vô quý, là không có sợ hãi, tội lỗi. Còn khi mà trí tuệ minh ở đây là trí tuệ minh đi trước, minh dẫn đầu, thì làm cho đạt được các cái thiện pháp tiếp theo là tàm và quý, tức là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Ý nghĩa hai cái pháp này rất là quan trọng. Nếu theo ví dụ pháp thì vô minh ở đây tức là si, và trong cái nhóm si phần thì có si vô tàm quý phóng dật, và trong tất cả các pháp bất thiện vô minh nó dẫn đầu, bởi vì ở trong tâm tham có căn si và căn tham, trong hai tâm sân thì có căn si và căn sân, và hai tâm si thì có căn si. Như vậy thì căn si tức là vô minh đó, là nó có mặt ở trong tất cả cái pháp bất thiện. Vô minh là gì? Vô minh là cái sự si mê tối tâm. Không có thấy rõ, không biết rõ những cái pháp cần phải biết. Nói một cách khác, vô minh tức là cái trạng thái không hiểu biết, những cái sự thật, những cái chân lý, những cái đạo đức và trong bài kinh này Đức Phật ngài nêu rõ hai cái pháp thuộc về bất thiện mà nguy hiểm nhất, tức là vô tàm vô quý. Mà vô tàm vô quý là do vô minh dẫn đầu, vì do cái sự ngu si thiểu trí, cho nên con người sống không biết liêm sĩ, không biết hổ thẹn tội lỗi. Không biết ghê sợ tội lỗi, chính vì chỗ không tàm không quý, cho nên chúng sinh mới đi đến chỗ hỗn loạn. Làm đảo lộn tất cả những cái thiện pháp, những cái đạo đức. Vô tàm Ahirika, trạng thái là không biết thẹn,
với những ác ác pháp. Phận sự của vô tạm là xúi dục những cái điều ác quấy. Cái sự thành tựu là do vô tàm, tức là không có sự liêm khiết xấu hổ với cái điều ác, cho nên nó biểu hiện ra là một cái sự hành động thân ác, khẩu ác, ý ác. Và nhân cần thiết để cho vô tàm sinh khởi đó chính là vô minh, là sự thiếu hiểu biết. Còn vô úy, anh nói tập bắn, là cái trạng thái không ghê sợ tội lỗi, tức là không có kinh sợ hậu quả, quả báo của dị thục, của quả dị thục ác, hay là không có sợ hãi bị khiển trách vì chúng sanh không có biết kinh sợ như vậy, cho nên cứ tiếp tục làm ác. Thì về cái nhiệm vụ của vô tàm vô úy giống nhau, cái sự biểu hiện của vô tàm vô úy Paccipatthana cũng giống nhau, tức là thực hiện các điều ác, và nhân cần thiết của nó cũng là do vô minh mà ra. Chúng sanh ở trong đời này đến cái thời kỳ đạo đức suy thoái, con người ta không có còn hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi nữa, cho nên sẵn sàng làm các cái việc ác để từ đó sau khi mệnh chung nó phải sanh xuống địa ngục, sanh xuống khổ cảnh. Và hồi xưa đó thưa quý vị, cái thời kỳ mà thiện pháp được hưng thịnh, chúng sanh từ ở cõi phạm thiên sanh xuống quả đất này, hay là từ cõi chư thiên sanh lại cõi người này, thì vì còn ảnh hưởng đến thiền định của vị đó đã tu chứng trước đây, ảnh hưởng đến phước báo thiện pháp mà họ đã làm trước đây, cho nên khi từ cõi chư thiên sanh xuống, cõi phạm thiên sanh xuống, thì chúng sanh đó còn cái lòng tàm lòng quý nhiều lắm. Do đó vào cái thời kỳ này chúng sanh sống có đạo đức, có nề nếp, đừng có nói chi xa, chỉ gần. Ở đây thí dụ như cách đây một thế kỷ, 100 năm thôi, mấy mươi năm về trước, con người sống nó còn có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính. Và ở trong xóm làng đó, một người nào mà họ
đã làm cái việc tội lỗi như là đi trộm cướp hoặc là loạn luân, thì họ bị dân chúng ở trong làng xua đuổi, chửi mắng, hành hạ, phạt vạ. Họ xem như dân làng lúc đó đó, ở trong xóm làng lúc đó, họ xem như là những cái hạng người mà vô liêm sỉ và tội ác như vậy là cái hạng đáng bị quăng bỏ đi, không còn xứng đáng sống chung với mọi người nữa. Cho nên cái thời kỳ đó, thưa quý vị, đi kiếm cái người mà phạm có lỗi lầm ít lắm. Cho nên cái thời kỳ đó chúng sanh được an cư lạc nghiệp, mà sống tình làng nghĩa xóm, ngay cả trong gia đình vợ chồng cũng có sự đề huề hài hòa với nhau. Còn thời buổi bây giờ đó, thưa quý vị, nó loạn lên, cho nên không còn tình làng nghĩa xóm. Và ở trong gia đình, cái tình cảm giữa vợ chồng nó lợt lạc đi nhiều, và người ta ly dị không biết bao nhiêu. Và có cái cảnh gọi là ông ăn chả và ăn đêm, tôn thức. Thì chính vì vậy cho nên cái xã hội ngày nay của chúng ta đó, nó bị suy thoái và mất hết cái thuần phong mỹ tục, mất hết cái nhân tính, nó đi đến cái chỗ mà khi đó chư thiên họ không quan hỷ, họ sẽ chán nản, họ bỏ đi. Mà trong kinh Đức Phật dạy rằng nơi nào mà có chư thiên, những hạng chúng sanh có đại thần lực cư ngụ, thì họ sẽ bảo vệ loài người, bảo vệ xóm làng, họ làm cho mưa thuận gió hòa, cây cỏ xanh tốt và môi trường trong lành. Còn bây giờ khi mà chư thiên họ chán nản, loài người sống xô bồ xô bộn, sống phu đồng đức, họ bỏ đi đó, thì thưa quý vị, bây giờ mặt đất khô cằn, mùa tiết, thời tiết nó có cái sự đột biến thay đổi, mưa không thuận, gió không hòa, và cây cỏ không còn xanh tốt nữa, môi trường bắt đầu ô nhiễm dần 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 dần, nóng quá, lạnh quá, có chỗ thì khô hạn, có chỗ thì ngập lụt. Mà loài người đó vì vô minh nữa, cho nên họ không thấy được cái nguyên nhân vì sao đi đến cái cớ sự như vậy. Họ đến vì họ không có trí tuệ và không có niềm tin vào cái thiện pháp, cho nên sống không có tàm không quý, vô tàm vô quý, không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, không biết ghê sợ, không tàm quý. Đọc lại những cái bài cái này đó, thì người Phật tử chúng ta sẽ hiểu rõ lời dạy của bậc chánh đẳng chánh giác không có sai, thưa quý vị. Và Ngài không có nói những cái gì quyển quật mà chúng ta kiểm chứng, chúng ta thấy đúng y là như vậy.
Bây giờ tiếp theo trong cái bài kinh thứ nhất thì Đức Phật là nói minh đi trước, minh là dẫn đầu, theo đó tức là lòng tàm lòng quý, tức là sự xấu hổ và sự sợ hãi tội lỗi. Khi con người có cái trí tuệ ở đây, chúng ta cần phải hiểu cái trí tuệ minh là cái sự thông hiểu những pháp đáng hiểu biết, hiểu biết những pháp đáng hiểu biết. Một người có trí tuệ hiểu được điều thiện điều ác, phân biệt được cái điều tốt điều xấu, biết được cái điều lợi ích và cái điều không có lợi ích, thì như vậy mới gọi là trí tuệ, mới gọi là minh. Chứ ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng ở sống ở giữa xã hội loài người gọi là dân trí cao chỉ vì họ học nhiều, hiểu rộng, có bằng cấp, có học vị. Nhưng mà thưa quý vị, những người có học vị cao, có bằng cấp nhiều ở trong, ở trên thế giới này, những người đó chưa chắc là những người hiền thiện. Quý vị thấy, đọc ở trong báo chí hay là chúng ta xem trong phim ảnh thì chúng ta thấy cũng có những tiến sĩ, những bác sĩ mà họ nghiên cứu để họ chế tạo ra cái này cái kia để trục lợi và làm hại cho nhân loại nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên cái bằng cấp, cái học vị nó chưa nói lên cái trí tuệ hay là cái sự minh triết ở trong theo đúng nghĩa của Phật giáo rồi. Bởi tại sao vậy? Cái trí tuệ nó đi trước, nhưng mà nó còn phải dẫn đầu cho cái pháp gì nữa kìa? Đó chính là tàm và quý, Hiriyotapa. Nếu mà cái trí tuệ đi trước dẫn đầu, mà kéo theo đó là cái lòng tàm, hổ thẹn tội lỗi, biết hổ thẹn tội lỗi, tức là có liêm sĩ và biết ghê sợ tội lỗi, tức là có cái sự e dè đối với các ác bất thiện pháp, thì cái đó mới là tốt. Và Đức Phật Ngài tuyên bố trong cái bài kinh thứ 42 đó, bài kinh thứ 42 là Ngài nói đến hai cái pháp tàm quý này, nó là pháp trắng. Này các tỳ kheo, có hai pháp trắng xuất cái thâm mắt che chở cho đời. Gọi là Lokapala. Lokapala là che chở cho đời, hay là cái pháp hộ thế. Chúng ta gọi pháp hộ thế. Và nhắc đến hai cái pháp trắng thì có một đoạn kinh Bali là Hiriyotapa Sampanna Sukkathamma Samahita Santo Sapurisa Loke Devathamma Thikvuchari. Cái bài kệ này đã có từ lâu rồi. Tàm quý là hai pháp trắng. Hai pháp làm cho chúng sanh có sự an tịnh. Các bậc thiện trí thức trong đời gọi đó là thiên pháp, đơn giản là pháp của chư thiên. Có cái sự kiện này thưa quý vị,
Đức Phật Ngài kể lại rằng ở trong thời quá khứ, khi Đức Phật Ngài gọi là vị Bồ Tát, lúc đó Ngài là vị Thái tử, Ngài có hai người em là hoàng tử Chanh Đá và hoàng tử Suriya. Một hôm Thái tử Bồ Tát dẫn hai người em đi vào rừng chơi, thì khi khát nước thì Bồ Tát mới nói với một trong hai em đi tìm nước ở chung quanh đó. Thì hoàng tử Chanh Đá đi đến một cái hồ nước ở trong rừng, và vì không có hiểu biết nhiều đã nhanh nhẩu bước xuống và bốc nước. Thì cái hồ nước ở trong rừng thuở xưa đó thưa quý vị, là thường là nơi trú ẩn của loài Rakkhasa, tức là chúng ta gọi là quỷ la sát, là nhóm binh tướng của một trong tứ đại thiên vương. Sau khi phục vụ cho tứ đại thiên vương thời gian thì được xuống dưới địa cầu này để mà có nơi trú ẩn, được chỉ định cho một cái hồ nước hay là một cái khu rừng nào đó. Và nó rất hung dữ và nó hay bắt người để ăn thịt, nhưng với điều kiện là hễ ai mà xâm phạm vào cái địa phận hồ nước á, của La Sát đó, thì quỷ La Sát đó mới được quyền bắt. Nhưng mà cũng có một điều kiện nữa là nếu những ai mà biết thiên pháp đi qua thăm má thì không được quyền bắt. Thế cho nên khi mà bắt được hoàng tử Chanh Đá, quỷ La Sát Rakkhasa mới hỏi: người có biết thiên pháp không? Đi qua thăm má. Thì hoàng tử Chanh Đá với cái tên Chanh Đá tức là mặt trăng, hoàng tử nghĩ rằng chắc có lẽ thiên pháp là mặt trăng, nên hoàng tử đã nói: ta biết thiên pháp tức là mặt trăng, bởi vì mặt trăng thuộc về hành tinh ở trên bầu trời. Cứ nói như vậy thì không đúng với cái câu trả lời, nên Dạ Xoa bắt Dắt Khá Rắc Xá nó bắt đi, bắt giam vậy đó. Chờ một lúc không thấy, cho nên Thái tử Bồ Tát mới kêu người em thứ hai tức là Suriya, hoàng tử Suriya đi đến để đi tìm nước và tìm luôn người em. Đến chừng đi đến cái hồ nước đó thì không dòm trước dòm sau, không có thận trọng mà lại đi xuống múc nước liền. Thì Rakkhasa nó hiện, nó cũng hỏi: người có biết thiên pháp không? Thì hoàng tử Suriya, tên gọi là Suriya có nghĩa là mặt trời, hoàng tử nói rằng thiên pháp tức là mặt trời, thế là cũng trả lời sai nữa, cho nên Rakkhasa nó bắt đi. Chờ hoài không thấy, cho nên hoàng tử Bồ Tát của chúng ta đó, Thái tử Bồ Tát của chúng ta, Ngài mới lần theo cái dấu chân của người em đi đến. Thì Ngài thấy có dấu chân đi xuống nhưng mà không có dấu chân đi lên, thì biết là người em, hai em của mình đã bị Rakkhasa bắt giữ rồi.
Cho nên Ngài đứng trên bờ, Ngài gọi Rakshasa, thì Rakshasa hiện lên, nó nói rằng: có phải ngươi đã bắt hai em của ta không? Thì Rakshasa nhìn giận rằng đã bắt hai người, hỏi lý do tại sao. Đó vì hai người đó đã xâm phạm cái hồ. Rồi Đức Bồ Tát lại hỏi: nếu như mà còn có cái lý do gì để không bị bắt, cái điều kiện nào để không bị bắt dầu xâm phạm cái hồ, dầu muốn nước trong hồ mà không bị bắt? Thì Dạ Xoa Rắc Xám mới nói rằng: chỉ có người nào biết được thiên pháp đều qua thăm mắt. Thì Đức Bồ Tát này nói: như vậy thì nếu ta nói, ta trả lời đúng theo thiên pháp, thì ngươi có chấp nhận là thả hai em của ta ra không? Thì Dạ Xoa Rakshasa chấp nhận. Đức Bồ Tát là mới ngâm lên bài kệ: Hiri Attapa Sampanna Sukathamma Samahita Santo Sapadisa Loke Devathamma Tibuchari. Tàm quý hai pháp trắng khiến chúng sinh an tịnh, bậc thiện trí trong đời gọi đó là thiên. Được nghe trả lời như vậy, Rakshasa vì đã học hỏi được từ nơi Tứ Đại Thiên Vương cho nên rất là hoan hỷ và đồng ý cho Đức Bồ Tát lấy nước giải khát. Đồng thời Rakshasa cũng nói rằng: ta chỉ thả một trong hai em của Ngài thôi. Thì Đức Bồ Tát Ngài nói rằng: trong hai em của ta, Chanh Đá là em ruột một cha một mẹ của ta, còn Suriya là em một cha khác mẹ với ta. Như vậy thì hãy thả hoàng tử Suriya ra đi. Cái lúc bây giờ Rakshasa mới nói rằng: Ngài biết thiên pháp, mà là Ngài cư xử không theo như pháp. Ai ở đời em ruột của mình bỏ mặt cho nó chết, còn thứ em một cha khác mẹ thì cũng không có ruột rà lắm, mà Ngài lại cứu sống nó, cứu nó đi, xin thả nó đi là sao? Ngài cư xử không phải là bậc trí thức. Đức Bồ Tát này nói: không, ngươi đã sai rồi. Bây giờ ba anh em đi chung với nhau, nếu mà ta người em ruột của ta Chanh Đá đi về hoàng cung, phụ hoàng và mọi người hỏi còn Suriya ở đâu, ta nói rằng bị giả sao bắt, ai tin đâu? Người ta sẽ nói rằng hai anh em ta đã giết chết Suriya, người em cùng cha khác mẹ, thì như vậy ta bị oan lắm. Còn nếu như mà ta cứu sống được người em một cha khác mẹ Suriya, thì khi trở về thì chính người em một cha khác mẹ của ta sẽ làm chứng cho ta, nói rằng hoàng tử Chanh Đá đã bị Rakshasa bắt. Thì như vậy là hợp lý, ai cũng tin cả. Bởi vì không thể nào mà thái tử cùng với hoàng tử Suriya mà làm hại được hoàng tử Chanh Đá, trong khi Chanh Đá là em ruột của thái tử. Khi đó Rakshasa nghe xong mới sa thú: lần thai, bậc đại nhân cư xử thật là hợp lý. Rồi Rakshasa hoan hỷ thả luôn cả hai người em của Ngài. Đức Phật lại kể lại cái câu chuyện đó, và Ngài nhận định bổn sanh lúc bây giờ thái tử chính là tiền thân của Như Lai vậy. Và thưa quý vị,
Từ đó mới có cái bài kệ này. Mà thường thì Chư Tăng cũng hay tụng cái bài kinh này lắm. Nhưng mà thời trước, cái thời chúng tôi thì mới thuộc cái bài kệ này làm kinh Nhật tụng. Chứ còn cái thời sau này thì các vị bỏ qua, không có học thuộc, cũng uổng. Thì ở đây thưa quý vị, nhắc lại cái bài kệ này để cho các Phật tử chúng ta nên biết rằng cái câu cái trong cái bài kinh mà Đức Phật đã nói là hai pháp trắng, xuất ca thâm mắt. Pháp trắng đây là pháp thiện, pháp đen là pháp bất thiện, thì pháp trắng là pháp thiện. Và hai pháp tàm quý là hai pháp hộ thế, là che chở cho đời. Tại sao che chở cho đời? Bởi vì khi con người còn lòng tàm lòng quý, biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, thì nó không làm các cái điều ác, cái điều xấu xa, dơ dớt. Và Đức Phật này dẫn chứng ở trong bài kinh này, có nghĩa là khi mà con người ở trong cái xã hội có lòng tàm lòng quý đó, thì họ sống có luân lý, có đạo đức, còn phân biệt được cái nào là cha mình, nào là mẹ mình, anh mình, chị mình, cho nên sống không có luận lương. Người cha phân biệt đây là con gái của mình, không có luận lương. Và chính nhờ như vậy, cái tàm quý nó che chở, làm cho không rơi vào địa ngục, không rơi vào đọa xích. Cho nên cái lòng tàm quý, nếu chúng ta học trong vi diệu pháp đó, thì tàm quý ở đây là hai trong 25 tâm sở tịnh hảo: tính niệm, tàm quý, vô tham, vô sân, trung hòa, vân vân. Thì tàm quý ở đó, đó trong 25 cái tâm sở tịnh hảo, nó chỉ có một cái chức năng là miễn nhiễm cho tâm tịnh hảo. Khi mà 94 tâm tịnh hảo sanh khởi đó, thì nhờ có tàm tâm sở, quý tâm sở, nó làm cho miễn nhiễm ác, các ác bất thiện pháp. Nhưng mà từ cái tàm quý này đó, mà nó trở thành một cái thiện pháp, một cái pháp trắng, và con người tu tập nhờ đó, có người sống ở đời nhờ đó mới có được một cái luân lý, một cái đạo đức. Và ở trong một cái xã hội thứ gì, người ta cũng thường hay hô hào là tiên học lễ, hậu học văn, để nói đến học trò. Bởi vì học trò bây giờ đó thì sống xô bồ xô ổn lắm, coi thầy cô giáo xem rất thường, thậm chí nó mắng chửi, nó đánh đập thầy cô giáo khi mà phạt và cho điểm ít. Chứ không phải như ngày xưa người ta xem thầy cũng giống như là bậc cha mẹ vậy, thầy dạy cũng giống như bậc cha mẹ. Hồi xưa người ta có lòng tàm lòng quý khác, còn bây giờ thì dầu cho có cái khẩu hiệu tiên học lễ, học võ, học văn, nhưng mà nói như vậy nha, đâu có ai giải thích được học lễ nghĩa là như thế nào, không có giải thích được. Ngay cả
các cái bậc mô phạm bây giờ cũng không giải thích được cái đó, bởi chính bản thân của họ cũng không tàm không quý mà làm sao họ dạy học trò được. Cái khẩu hiệu mà đi học lễ, trước là học lễ nghĩa rồi sau mới học tới văn chương, thì học lễ nghĩa ở đây thưa quý vị chẳng có gì khác hơn là làm sao mà ở trong một cái xã hội mọi người đều giáo dục dạy dỗ cho nhau là phải có lòng tàm quý, biết liêm sĩ và biết sợ hãi, thì như vậy là cái đạo đức trong cái xã hội đó là nó sẽ thành công thôi. Bởi vậy cho nên khi mà đọc trong kinh điển Phật giáo, người ta không nghĩ rằng là đi theo cái lời dạy của Đức Phật là khiến cho con người trở nên hướng thiện, trở nên tốt. Mà thường thường thưa quý vị, đèn nó chỉ sáng ở chung quanh chứ nó không có sáng tại cái chân đèn. Quý vị thắp cái đèn dầu lên hay là cái đèn nến đó, quý vị thấy ở gần cái chân đèn tối hù, ở dưới chân tối hù. Cũng vậy, Phật giáo xuất phát ở phương Đông, nhưng mà bây giờ người phương Đông họ lại coi thường cái giáo lý của Đức Phật. Họ xem như đó là một cái tôn giáo và họ biến Phật giáo trở thành một cái tôn giáo mê tín. Trong khi đó thì các nước phương Tây sau khi họ nghiên cứu Phật giáo kỹ rồi đó, thì lúc bây giờ thưa quý vị, hễ một khi mà họ đã chấp nhận tu theo Phật giáo thì họ đã thực hiện tu hành một cách tốt đẹp. Trong đời sống của họ đó, mặc dù họ không có mệnh danh là Phật giáo hay Khổng giáo gì cả, họ không có biết nhân nghĩa lễ trí tích là gì hết, nhưng mà chúng ta sẽ thấy con người ở đó sống. Thí dụ như có một vài nước, khi mà chúng tôi đi qua bên châu Âu, bên Thụy Sĩ đó, khi đi ngang mấy cái chỗ cái vườn trái cây như là cherry gì chẳng hạn, cái vườn đó ở phía trước không có ai coi hết, người ta chỉ để cái bàn với cái cân đó, với cái thùng tiền ở đó. Mình khách đi ngang muốn vô mua thì tự mình hái, hái xong rồi ra tự mình cân, rồi mình có cái giá tiền đó, mình bỏ tiền đó. Chúng tôi mới hỏi thì gọi đẳng hỏi gì, người ta để cái đó không có ai bán sao mua nữa, tự mình vô mình cân mua mình trả tiền đó. Mình nói cái này mà ở Việt Nam thì thôi, cái cây trái ở trong đó cũng mất, mà cái thùng tiền cũng mất luôn, mất luôn cả cái cân nữa chứ. Đừng nói chi là người ta sẽ trả, không có đâu. Là tại sao vậy? Tại vì khi mà con người có lòng tàm quý thì nó khác, tàm quý nó khác. Cho nên giữa hai cái nếp sống, cái nếp sống của cái người mà có tàm quý nó cao đẹp hơn là một người sống không tàm không quý. Đối với những người không tàm không quý, cái đời sống của họ nó rối loạn, vô trật tự và nó cũng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta sống ở gần người đó là vô cùng nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm thì cũng là phiền toái, phiền phức. Quý vị biết ở trong xóm làng, thí dụ bây giờ ở những cái nước mà văn minh mà họ có cái trình độ văn minh đạo đức tốt, nhiều khi lên trên xe lửa này kia ngồi, tất cả mọi người im lặng, không ai ồn ào hết. Còn qua đến người Trung Quốc và cái người Việt Nam của chúng ta thì thôi, họ ồn ào vô cùng. Họ không cần biết người lối xóm, người bên cạnh có khó chịu với cái âm thanh của họ hay không, không biết. Những cái buổi mà sinh nhật hay là tiệc tùng, rồi buổi chiều tối như thế này đó, là ở sát bên nhà là họ mở loa lớn lên để họ karaoke, họ hát.
hát karaoke sùm lên như vậy tới 9-10 giờ đêm. Nghĩa là bà con nói sớm không ai ngủ được hết, bực bội mà sát ở bên chùa. Thưa quý vị, chư tăng cũng không có hành thiền được mà cũng không có học pháp được. Chúng tôi mới nghĩ rằng sống với những chúng sanh mà không tàm không quý kiểu này đó, thì dầu cho mình không có bị đe dọa nguy hiểm thì ít nữa thì cũng bị phiền toái, cũng bị phiền toái ghê lắm thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta học được những cái bài pháp này, những cái bài kinh này, chúng ta cần phải tự nhủ trong lòng, mặc dù cả đời đục một mình ta trong cũng được không sao. Đừng để cả đời đục mình khuấy thêm bùn cho đục luôn thể. Cả đời sai một mình cũng được, cái đó cũng tốt. Chứ đừng uống thêm cái bãi hèn cho sai luôn thì cái trường hợp nó nguy hiểm quá. Ở trong cuộc sống này, cái thời kỳ bây giờ, giữa chúng sanh mà không tàm không quý, thì khi mà mình là người Phật tử tu học Phật pháp, mình biết rõ cái giá trị của cái thiện pháp, pháp trắng tàm quý, thì chúng ta nên thực hành theo đó để chúng ta tự bảo vệ chính mình thoát khỏi cái cảnh ác thú đọa xứ địa ngục trong tương lai. Và hơn nữa, khi mà chúng ta có được cái lòng tàm quý thì chính đó là những cái tâm thiện. Những cái tâm thiện này sẽ giúp cho chúng ta tạo được nhiều cái công đức, nhiều cái phước báo. Nhờ như vậy mà chúng ta được an lạc. Quý vị biết cái tiền thân của vua Bimbisara trong thời quá khứ, khi còn là vị vua, nhưng mà vua trong thời quá khứ rất là ngạo mạn. Và khi mà đi đến bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa, tiện vua đó, ông ngang nhiên, ông mang dài, mang hia, ông dẫm đạp trên cái nền, ông coi thường, không biết tội lỗi là cái gì. Do cái quả nghiệp đó mà đời này làm vua Bimbisara, mặc dù là đệ tử của Đức Phật Gotama, đắc quả Tu Đà Hoàn rồi, nhưng mà bị vua con thái tử A Xà Thế hạ ngục, rồi sau đó xử tử bằng cách là cắt gốc chân, sát muối ớt, đã vậy rồi còn hơ cái lửa nóng nữa chứ, cái quả ghê gớm vậy. Cho nên chúng ta mỗi chút chúng ta phải sợ, lỗi lầm thì chúng ta phải biết hổ thẹn để chúng ta chừa. Và khi mà sắp hành động, sắp nói những cái điều ác bất thiện pháp thì chúng ta phải biết sợ, phải biết sợ cái hậu quả. Khi mà chúng ta biết sợ cái hậu quả đó thì chúng ta mới tránh được. Còn chúng sinh ở đời nó không giống như là Bồ Tát. Bồ Tát, những bậc đại nhân, những chúng sinh mà có cái ý thức giác ngộ tu tập đó, Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sinh thì chỉ biết sợ quả. Khi nào quả đến cái rầm rồi, lúc đó mình ngồi than khóc, than trời trách đất, tại sao trời bất công, vân vân. Nhưng mà họ không hiểu rằng là do trong đời quá khứ không tàm không quý mới tạo nên những cái tội ác, rồi bây giờ phải chịu cái hậu quả đó, than thở đã muộn rồi. Còn bây giờ chúng ta có lòng tàm lòng quý, chúng ta biết thụt lùi, biết chẩn đứng lại những gì ác bất thiện pháp nó nhóm sanh khởi, chúng ta chặn lại liền, đừng để cho nó sanh lại, đừng để cho nó xúi dục
làm những cái điều ác bất thiện pháp. Thì như vậy cho nên hai cái pháp này mới được gọi là Lokathamma. Quý vị nhớ tạm quý có hai tên gọi, một là có ba tên tên gọi, ba tên gọi Sukathamma tức là pháp trắng, hay là bạch pháp, tạm quý là bạch pháp. Thứ hai là Lokapala, hộ thế, tạm quý là hai pháp hộ trì thế gian. Và thứ ba là Devathamma là thiên pháp, là cái hàng chư thiên phạm thiên thì rất là xem trọng cái lòng tạm quý. Cho nên quý vị mỗi khi nhắc đến tạm quý, quý vị nhớ đây là bạch pháp, đây là thiên pháp, đây là thế, là hộ thế pháp. Do đó khi mà chúng ta học hai bài kinh này đó, thưa quý vị, ngắn nhưng mà ý nghĩa rất thâm sâu và rất quan trọng. Chỉ cần học bao nhiêu đây là chúng ta có tu tâm dưỡng tánh được rồi, chúng ta có thể thiết lập cái đời sống đạo đức của chúng ta được rồi. Thì hôm nay chúng tôi giảng giải chỉ có bấy nhiêu. Đầu xuân xin kính chúc quý vị luôn luôn được an lạc, mọi vạn sự cát tường và hoan hỷ nhớ những pháp đã học để chúng ta thực hành đưa đến sự an lạc. Bây giờ thì đã đến giờ, xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rùm. Nam mô Bụt Thầy. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba bhuta na khavena sada sothe ikawantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma na khavena sada sothe ikawantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha na khavena sada sothe ikawantu te. Tất cả phương văn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sau sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã bầu rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta sam ti quý ha ra qua si ni Thu bê ga rê bô thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đê na ba quan tu bu chi ta so thiên ca ron tê tha quý hà ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ma cha ít sa ra Sapana puta sukita pawan tu te Chala puja ye pi cha andam pawa Samseda cha ta athavo papatika Niyani kang thamma wa trang patit cha te Sappe pi dukha sakharon tu sankhayang Tha tu chi rang sa tang thammo
Hammatara chabutana sangho ho tu samako wa atha ya cha hi ta ya cha amhe rakham tu sat thammo sappe pi thamma charino buddhim sampafuniyama thammariyabhavedite. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam.